Em Ngọc xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người hôm nay em Ngọc đang thì đi ra vườn cái cây giống thông để quay cho mọi người đây này mọi người này. Đấy, bây giờ thì em Ngọc sẽ quay để cho và giới thiệu cho mọi người cái cây giống thông ma ví của bên vườn của em Ngọc nhé mọi người nhé. Bây giờ em Ngọc sẽ bật ra cái cam sau để cho mọi người nhìn rõ hơn này. Mọi người đợi em Ngọc một chút nhá. Đấy, ok. Bây giờ em Ngọc sẽ quay vào đây để cho mọi người thấy rõ hơn. Đấy, đây là những cái cây giống thông ma ví nhà em Ngọc đang ươm rồi, cây nó đang phát triển rất là đẹp rồi, chiều cao từ 20-25 phân rồi mọi người ạ. Này, nhà em Ngọc cũng đang đóng dần để gửi đi cho khách nhé, vừa đóng lẻ mà vừa đóng số lượng lớn nhé. Đấy, đây là cái vườn ươm cây giống thông ma ví của bên em Ngọc này mọi người này. Đấy, vườn rất là rộng nhé mọi người nhé. Đấy, rất là nhiều cây giống luôn mọi người ạ, từ thông ma ví, thông Caribe này cho đến thông đen, thông đỏ, đấy các loại thông luôn, cho đến đầy đủ các loại kích thước luôn. Nếu mà bà con mọi người mà đang chưa biết trồng cái cây gì đấy để phát triển kinh tế hoặc là đang bỏ đất trống thì mọi người có thể tham khảo cái dòng thông ma ví này. Đây cũng là một trong những cái cây lâm nghiệp mà hiện tại được bà con đang thì quan tâm trồng khá là nhiều. Đấy, bên em Ngọc thì cứ hàng năm xuất đi cho bà con hàng vài trăm vạn cái cây giống thông ma ví và các loại thông khác nhé. Ngọc đi thêm một vòng nữa để cho bà con thấy được này. Đấy, đây là những cái cây thông giống của bên vườn em Ngọc này. Mọi người thấy không ạ? Cây rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, cây thông này. Mọi người mà cần cây thông giống này để trồng rừng này, trồng dự án này, trồng để phát triển kinh tế này thì cứ liên hệ em Ngọc nhé. Ok em nhá, em lấy 2 vạn à? Ok anh, bốc cho em 2 vạn trước. Tí nữa anh bảo mấy cô chú để bốc lên xe nhá. Đây mọi người nhé, cây thông này. Đó. Bên này là còn cái luống này là thông Caribe này, cây đang thì ươm ủ rất là đẹp rồi mọi người ạ, số lượng rất là nhiều. Mọi người mà cần bao nhiêu thì cứ liên hệ em Ngọc để em Ngọc báo giá, cũng như là chia sẻ cho mọi người thêm một số cái thông tin về cái cây giống thông này nhé. Này. Ngày hôm nay thì có anh khách anh đang đến lấy 2 vạn, nhà mình đang bốc ở dưới kia. Thì trong video hôm nay thì mình cũng quay và chia sẻ cho mọi người cái cây giống thông. Mọi người mà cần cây giống thông thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Ngọc nhé, hoặc là để lại số điện thoại em Ngọc sẽ gọi điện và tư vấn thêm cho mọi người. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.